Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Nói chuyện với cán bộ và đại biểu nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 11, trang thứ 521. Toàn văn của tác phẩm như sau. Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, bác cùng các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Y tế, Giao thông về tỉnh nhà hỏi thăm đồng bào các cháu và Việt Kiều ở Hà Khẩu, Trung Quốc. Trong thời kỳ kháng chiến và từ hòa bình lập lại, đồng bào, cán bộ, bộ đội tỉnh nhà đã cố gắng, đã có nhiều thành tích. Từ nay về sau, cần cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa nhằm các việc sau đây. 1. Đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc. Tỉnh ta có hơn 20 dân tộc anh em. Dưới chế độ đế quốc phong kiến, chúng tìm mọi cách chia rẽ, gây xung đột giữa các dân tộc để chúng áp bức bóc lột. Ngày nay, dưới chế độ dân chủ cộng hòa, các dân tộc to cũng như nhỏ đều là chủ đất nước, đều đoàn kết giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt. Đặc biệt, đối với đồng bào những dân tộc rất ít người như đồng bào Lô Lô, thì các dân tộc đông người hơn càng phải giúp đỡ về mọi mặt. Tăng gia sản xuất. Ngày nay, về chính trị, ta đã được hoàn toàn bình đẳng tự do, không bị áp bức, bóc lột nữa. Đó là thắng lợi lớn. Nhưng ta còn phải làm cho đồng bào no cơm, ấm áo. Muốn no cơm, ấm áo, phải tăng gia sản xuất. Tỉnh ta có hơn 1.700.000 mẫu ruộng, dân số thì 89.000 người. Tính đổ đồng, mỗi người 2 xào ruộng. Như thế là ruộng tỉnh nhà còn ít. Muốn đủ lương thực, cần phải cố gắng tăng gia lúa, ngô, khoai, sắn hơn nữa. Muốn sản xuất được nhiều, phải tổ chức tổ đội công tốt, không phải tổ chức trên giấy. Rồi tiến lên hợp tác xã. Cán bộ phải hướng dẫn đồng bào, đặc biệt là phải bồi dưỡng đồng bào rễu cao, định canh, bảo vệ rừng, làm phân bón, làm ruộng bậc thang, cải tiến kỹ thuật canh tác để sản xuất lương thực cho đủ, cho nhiều. 3. Trật tự trị an. Giữ gìn trật tự trị an tốt thì dân mới an cư lạc nghiệp. Muốn giữ gìn trật tự an ninh tốt phải dựa vào nhân dân để ngăn ngừa bọn làm trái phép. Đối với bọn lầm đường, lầm phỉ, phải giáo dục, thuyết phục họ, khuyên họ về làm ăn, làm cho họ biết là chính phủ khoan hồng đối với người biết cải tà quy chính. Chính phủ chỉ nghiêm khắc với những người ngoan cố không chịu sửa đổi. 4. Là xây dựng thuần phong mỹ tục. Các cô, các chú có hiểu thuần phong mỹ tục không? Vì phong tục cũ, vì hoàn cảnh lạc hậu, có nơi còn giữ mê tín, hại vệ sinh, hại sức khỏe, và có nơi còn hại đến việc sống còn của dân tộc. Ví như đám ma để xác chết trong nhà lâu, mời thầy cúng về cúng mấy ngày rồi mới đem chôn, thế là hại vệ sinh. Về cưới hỏi, có nơi bé tí tẹo đã lấy vợ lấy chồng, làm mâm cỗ thật nhiều, phải bán trâu bán ruộng để ăn bừa bãi 2-3 bữa, rồi sau hai đứa con phải trả nợ mãi không hết, thế là không tốt. Phải giáo dục để sửa dần dần các phong tục tập quán không lành mạnh, phải giải thích để nhân dân tự nguyện tự giác bỏ phong tục xấu, tuyệt đối không dùng quan liêu cưỡng bức mệnh lệnh.
có nơi còn uống rượu lu bù, cờ bạc. Đồng bào trên này còn có người hút thuốc phiện, hại đồng bào mà còn hại cả dân tộc. Để thực hiện được đoàn kết dân tộc, tăng gia sản xuất, giữ gìn trật tự trị an, giữ gìn thuần phong mỹ tục, cán bộ lãnh đạo phải: 1. Ra sức bồi dưỡng, giáo dục và cất nhắc cán bộ địa phương, cán bộ dân tộc. Dù lúc đầu cán bộ địa phương, dân tộc trình độ thấp, kinh nghiệm ít, công tác chưa tốt, cán bộ lãnh đạo phải dìu dắt họ, giúp đỡ họ, lâu ngày chắc chắn họ sẽ tiến bộ. Cán bộ địa phương, dân tộc phải cố gắng học tập, đoàn kết chặt chẽ với cán bộ xuôi lên công tác, tránh tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Tư tưởng dân tộc hẹp hòi là do bọn đế quốc phong kiến để lại. Bất kỳ dân tộc nào cũng đều là anh em một nhà, chia rẽ dân tộc là không tốt. Một số cán bộ ta có thắc mắc về tiền đồ. Vậy tiền đồ là gì? Các cô, các chú có biết không? Là muốn được sung sướng, muốn được tiến bộ. Tiền đồ của cán bộ nói chung, cũng như của mỗi người, là trong tiền đồ chung của cả nước, không tách rời được. Muốn tiến bộ, phải công tác làm sao cho tất cả các dân tộc tiến bộ. Muốn sung sướng, phải làm cho tất cả các dân tộc được sung sướng. Muốn tách riêng một mình ra là không đúng. Trước khi cách mạng thành công, người nào tài giỏi mấy thì tiền đồ cũng là nô lệ, có đúng không? Sau cách mạng thành công, nước được độc lập, tự do thì ai cũng được tự do. Thế là tiền đồ của cá nhân nằm trong tiền đồ của toàn dân. Muốn có tiền đồ, cán bộ phải làm cho cả dân tộc tiến bộ, ra sức làm công tác cho tốt. Bác ví dụ như đi một chuyến xe lửa, mọi người đều muốn tiến nhanh thì đoàn tàu chạy tốt. Nhưng có một người muốn tiến nhanh hơn, nhảy ra ngoài đoàn tàu sẽ chết. Có cán bộ thấy bên bộ đội có quân hàm, huân chương thì đói. Sao bộ đội nhiều quân chương thế, còn cán bộ chúng tôi chẳng thấy có gì cả. Trong lúc kháng chiến, cán bộ có đi đánh giặc không? Nếu có vác súng đi đánh giặc, bắn giặc, thì đã là bộ đội dân quân du kích rồi. Còn cán bộ ngồi trong phòng giấy thì không vác súng đánh giặc, bắn giặc. Lại như ở Điện Biên Phủ, bộ đội nhịn đói 2-3 ngày đuổi quân giặc. Đó là cán bộ khác bộ đội. Quân chương là để ghi công trạng của mọi người đối với tổ quốc. Ở đại hội liên quan chiến sĩ công nông binh, công nhân có anh hùng, nông dân có anh hùng, bộ đội cũng có anh hùng. Công nhân, nông dân, bộ đội đều có chiến sĩ, có quân chương vì đã có nhiều thành tích. Trong kháng chiến có nhi đồng cũng được quân chương. Bây giờ cũng có một cháu được quân chương vì đã ra sức công tác bình dân học vụ tốt. Nếu cán bộ muốn có quân chương, muốn làm anh hùng, chiến sĩ thì phải cố gắng.